Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, tháng 8 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng 8 âm lịch, tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, có thể gặp những khó khăn, trắc trở hay vận mệnh thay đổi như thế nào? Khi xem tử vi của tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 trong chương trình ngày hôm nay, mọi người sẽ biết được cụ thể về vận mệnh của cuộc sống trên các phương diện, tình tài, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, công danh, sự nghiệp. Qua đó, quý vị có thể có những bước đi vững chắc cho tương lai của mình, tránh hung, hóa cát. Và trong phần luận giải tử vi tuổi Mậu Thìn trong tháng 8 ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về vận hạn cũng như phương pháp hóa giải để mọi người có những bước đi đúng đắn nhất cho tương lai. Để từ đó, công việc, mọi thứ được suôn sẻ, hành thông thuận lợi. Cụ thể như thế nào, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chương trình. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988, tháng 8 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, tính cách của người tuổi Mậu Thìn 1988 mệnh Đại Lâm Mộc có phần hướng nội, trầm tĩnh ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Người tuổi Mậu Thìn sẽ không thích những công việc quá đơn giản và nhẹ nhàng, họ cần có mục tiêu để luôn luôn phấn đấu theo đuổi. Có khó khăn thì nghĩ cách khắc phục, có kẻ địch thì nghĩ kế đẩy lùi. Có như vậy, họ mới thấy cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và cảm nhận được niềm vui. Đây quả thực là mẫu người chinh phục. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988, mọi phương diện trong vận trình mệnh chủ Mậu Thìn nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Chuyện tình cảm lứa đôi đang trên đà tiến triển tốt. Những người tuổi Mậu Thìn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Tháng này, quý nhân cũng sẽ giúp chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Mậu xung thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ Mậu Thìn trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình. Tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết, làm phận lòng những người ở xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, mệnh chủ Mậu Thìn hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Với may mắn trong công việc, người tuổi Mậu Thìn sẽ được thăng chức trong tháng này, gia chủ sẽ nhận được dễ dàng được thành tích trong công việc và những nỗ lực được cấp trên công nhận. Tháng 8 âm lịch, tử vi nhắc nhở Mậu Thìn cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân, công việc đang trên đà tiến triển, vì thế có thể bị nhiều cái xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư và thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Thời điểm này cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chứ nên để thời cơ chưa đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Tài vận có dấu hiệu hao tài ngoài tầm kiểm soát, dù được người khác nhắc nhở, bản tính khó thay đổi, đương số cố chấp, bảo thủ khiến tiền mất tật mang. Tháng này không thích hợp để mệnh chủ Kỷ Tỵ đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là hạng mục có mức độ rủi ro cao.
Nên nhớ, dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến góp ý của người thân, bạn bè, nếu không sẽ mất tiền oan. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Gia chủ tuổi Mậu Thìn sẽ có sức khỏe tốt trong tháng này. Bản mệnh thường tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thời gian rảnh rỗi. Điều này giúp bản mệnh tràn đầy năng lượng. Những gì mọi người cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, bản mệnh cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ Mậu Thìn 1988, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của mệnh chủ Mậu Thìn, sinh năm 1988. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của những người khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở, hài hước. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc của gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, dành thời gian cho vợ chồng và các con. Một chuyến ra ngoại sẽ khiến tình cảm gia đình gắn bó hơn. Thủ quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu, tị thành Kim Cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Mậu Thìn trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 8 tức ngày 11 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Nhâm Tuất, nạp âm, Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 17 tháng 8 tức ngày 23 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Sát Tuất, nạp âm, Sơn Đầu Hỏa. Ngày âm lịch 29 tháng 8 tức ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Bính Tuất, nạp âm, Ất Thượng Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Mậu Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thìn tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 4 tháng 8 tức ngày mùng 10 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Tân Dậu, nạp âm, Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 16 tháng 8 tức ngày 22 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Quý Dậu, nạp âm, Kim Phong Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 8 tức ngày mùng 4 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Ất Dậu, nạp âm, Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Gia chủ hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, Mậu Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Mậu Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Thìn để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết tuổi Mậu Thìn 1988 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát
gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.